Sự oxy hóa thì về định nghĩa như các phản ứng mà thầy Duy vừa viết ở đây. Các phản ứng này đều được gọi là các phản ứng có sự oxy hóa. Đúng không? Bởi vì cái đặc điểm chung ở đây chúng ta nhìn thấy này, đặc điểm chung của các phản ứng này đó là đều là các chất phản ứng với oxy. Đều là các chất phản ứng với oxy. Đúng không nhỉ? Vậy thì chúng ta có định nghĩa sự oxy hóa là gì? Sự oxy hóa là sự tác dụng của oxy với một chất. Đúng không? Sự tác dụng của oxy với một chất thì gọi là sự oxy hóa. Vậy đây người ta gọi đây là sự oxy hóa gì ạ? Sự oxy hóa hiđro này. Sự oxy hóa carbon monoxide này. Được chưa? Đấy. Còn phản ứng hóa hợp là gì? Đây cũng là hai cái ví dụ của phản ứng hóa hợp nhé. Thế thì bây giờ thử phân tích cho thầy xem này. Các phản ứng này có bao nhiêu chất tham gia phản ứng? Và bao nhiêu chất là sản phẩm? Thì có thể chất tham gia phản ứng ở hai phản ứng này đều là 2 và sản phẩm của nó đều là 1, đúng không? Nhưng mà trong thực tế của chúng ta thì đôi khi có rất nhiều các phản ứng mà số chất tham gia phản ứng nó là 3 chất chẳng hạn thế, nhưng sản phẩm của nó chỉ là 1 thôi, thì chúng ta sẽ có khái niệm phản ứng hóa hợp như sau. Kết hợp lại, đúng nhỉ? Đó là phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trước này. Trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. Đó là phản ứng hóa học trước này. Trong đó chỉ có một chất mới tạo thành. Được chưa? Từ hai hay nhiều chất ban đầu.